Chào các bạn, như đã biết thì Samsung vừa mới chính thức ra mắt chiếc flagship mới nhất của họ hiện tại, đó là Galaxy Note 9. Không tập trung quá nhiều về thay đổi thiết kế so với người tiền nhiệm, mà Note 9 sẽ tập trung vào hoàn thiện những điểm yếu trên chiếc Galaxy Note 8 và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ về phần hồn, tức là những tính năng của sản phẩm để khiến cho chiếc điện thoại này trở nên một sản phẩm Galaxy đáng sở hữu nhất ở thời hiện tại. Và với nhiều nâng cấp như vậy thì Samsung cũng đã rất nhẹ nhàng nâng cấp luôn cả mức giá của sản phẩm, khiến cho chiếc Galaxy Note 9 trở thành chiếc flagship nghìn đô đầu tiên của công ty Hàn Quốc. Và cũng khá thú vị khi gần đây Oppo, đối thủ Android số 2 của Samsung, cũng vừa mới ra mắt chiếc Oppo Find X với mức giá là tương đồng. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở thời hiện tại đó chính là liệu với mức giá cao như vậy thì khi so sánh với chiếc Galaxy Note 9 thì liệu có phải là một cuộc đấu cân kèo với Oppo hay không? Hãy cùng với Xtudio có những cái nhìn cụ thể hơn thông qua phép so sánh chi tiết ngay sau đây. Và các bạn cũng đừng quên cả hai sản phẩm này thì đang đều được đặt hàng tại Sevenet với rất nhiều quà tặng hấp dẫn. Chi tiết như nào thì các bạn hãy truy cập trực tiếp đường link mình để ở phía phần mô tả nhé. Đầu tiên về phần thiết kế thì với màn hình chiếm gần hết mặt trước của máy thì rõ ràng chiếc Oppo Find X sẽ có ít nhiều lợi thế về thẩm mỹ hơn khi so sánh với chiếc Galaxy Note 9. Đó chính là điều mà rất nhiều người dùng chúng ta phải công nhận. Lý do chính bởi chiếc điện thoại cao cấp nhất đến từ Oppo đã có một màn thể hiện khá tuyệt vời trong khâu thiết kế kiểu dáng của máy, khi mà mặt trước của máy rất là hút mắt với màn hình AMOLED cạnh cong cùng với các viền siêu mỏng và không hề có sự tồn tại của tai thỏ gây tranh cãi, giúp đem đến một cái cảm giác hoàn hảo hơn hẳn để có thể đem lại cái trải nghiệm nội dung thay vì cái màn hình có hai cái viền dày ở phía bên trên và bên dưới như là chiếc Galaxy Note 9. Dĩ nhiên với giới hạn của công nghệ hiện tại thì chiếc Oppo Find X vẫn có chiếc cằm với viền dài hơn so với các cạnh còn lại của máy, nhưng về tổng thể thì nó vẫn mỏng hơn rất nhiều khi so sánh với chiếc Galaxy Note 9. Và cũng chính vì lý do đó mà đã đẩy tỷ lệ màn hình thực tế của máy lên tới là 87% và ấn tượng hơn rất nhiều khi so sánh với con số là 83,6% trên chiếc Galaxy Note 9. Bên cạnh mặt trước thì các chi tiết cơ học cũng là điểm độc đáo của chiếc Oppo Find X khi so sánh với chiếc Galaxy Note 9. Thay vì để lộ thiên các linh kiện như là camera, loa thoại, cảm biến hay là loa ngoài như thường lệ thì Oppo lại lựa chọn một cái giải pháp, đó chính là giấu hết các chi tiết này vào khung của máy và sẽ bật ra khi người dùng chúng ta cần sử dụng. Điều này có điểm lợi, đó chính là đảm bảo được tính bảo mật cá nhân cũng như là lý do chính khiến cho màn hình của máy trở nên mỏng hơn một cách ấn tượng, nhưng cũng dấy lên một cái lo ngại về việc một khi hỏng hóc thì nó sẽ nghỉ luôn cả cụm camera, cũng như là việc thiết kế cơ học dạng thò thụt như vậy sẽ khiến cho máy không được tính năng động cũng như là không có khả năng chống nước, chống bụi, mà mọi chi tiết này sẽ rất dễ dàng bám bẩn, nhất là với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại nước ta. Do đó thì với lối thiết kế thò thụt như vậy thì sẽ có thể gây ấn tượng được ban đầu, nhưng tính thực dụng của nó thì sẽ thua kém một phần so với thiết kế truyền thống của chiếc Galaxy Note 9. Cuối cùng, chiếc Oppo Find X cũng là chiếc điện thoại Android nghìn đô táo bạo nhất khi nó không còn được trang bị cảm biến vân tay, mà thay vào đó là cụm cảm biến Face ID có khả năng nhận diện khuôn mặt 3D. Việc không được trang bị cảm biến vân tay trên một mẫu máy đắt tiền như vậy có lẽ sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi nó sẽ không thể sử dụng được một số ứng dụng thanh toán trực tuyến của Google trong bối cảnh Face ID vẫn còn chưa được phổ cập trên Android như hiện tại. Trong khi đó thì Galaxy Note 9 rõ ràng vượt trội hơn hẳn nhờ việc thanh toán bảo mật, rồi chúng ta có cả vân tay, có cả mống mắt, v.v. Về màn hình, Oppo Find X và Galaxy Note 9 đều sử dụng chung tấm nền là AMOLED. Nếu nhìn từ phía bên ngoài thì chiếc điện thoại Trung Quốc có thể gây được cái cảm tình nhờ cái màn hình cong tràn viền đem đến cái tỷ lệ hiển thị mặt trước lớn. Thì khi xét đến cái thông số bên trong thì chúng ta sẽ ít nhiều phải thất vọng về chiếc Oppo Find X. Dù có mức giá lên tới cả nghìn đô cùng với kích thước lớn hơn, nhưng thực sự khó hiểu khi công ty Trung Quốc vẫn sử dụng cái tấm nền độ phân giải sẽ là Full HD cộng trên chiếc điện thoại đắt đỏ của mình. Và sẽ càng thất vọng hơn khi chúng ta biết rằng người tiền nhiệm của nó, đó chính là chiếc Oppo Find 7, đã được trang bị lên tới màn hình là 2K với thời gian ra mắt cách đây đã vào khoảng 4 năm. Như vậy thì dù bên ngoài có vẻ đẹp mã hơn, nhưng thực tế thì màn hình lại là một điểm cải lùi đáng chê trách trên chiếc Oppo Find X khi so sánh với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, khi so sánh trực tiếp với chiếc Galaxy Note 9 thì màn hình của chiếc Oppo Find X không tỏ ra quá nổi trội, khi mà màn hình của chiếc Galaxy Note 9 được trang bị độ phân giải lên tới là Quad HD cộng,
đem đến cái mật độ điểm ảnh cao hơn cùng với sự hỗ trợ của nhiều công nghệ hiển thị tối ưu cho giải trí cũng như làm việc như là HDR, giải màu độ phủ sRGB rất rộng và tương tự như những chiếc máy tính chuyên nghiệp. Trong khi đó thì dù rằng chiếc Oppo Find X không được công bố chi tiết về cái tính năng, nhưng có vẻ như công ty Trung Quốc cũng không mặn mà cho lắm vào việc tập trung vào màn hình của chiếc điện thoại này, một điều rất khó hiểu với một mẫu điện thoại có mức giá đắt đỏ như vậy. Về sức mạnh phần cứng thì đây có thể coi là một điểm khá cân kèo giữa Oppo Find X và chiếc Galaxy Note 9, khi mà cả hai đều được trang bị những cái phần cứng xử lý thuộc hàng mạnh nhất của thế giới Android năm nay, như là con chip Snapdragon 845 kết hợp với bộ nhớ RAM cao cấp lên tới là 8GB, và hai mẫu này thì đều là con quái vật về hiệu năng ở thời điểm hiện tại. Về camera thì đây có thể coi là một kèo đấu lợi thế nghiêng về chiếc Galaxy Note 9 đến từ Samsung. Với Oppo thì đây có thể là lần đầu tiên họ trang bị hệ thống camera thò thụt nên ít nhiều cũng phải tạo được cái sự khác biệt. Camera trước của máy có độ phân giải lên tới là 25MP, tương tự như chiếc Oppo F7 vừa mới ra mắt tại nước ta không lâu. Nhưng điểm khác biệt lần này đó chính là công ty Trung Quốc đã thêm cái cảm biến 3D để giúp cho chúng ta có thể là nhận diện khuôn mặt 3D bằng cái tính năng Face ID tương tự như chiếc iPhone X. Trong khi đó thì cụm camera kép ở phía mặt lưng đã được biến điệu đi ít nhiều, nhưng những cái thông số kỹ thuật về cơ bản thì tương tự như chiếc Oppo R15 Pro với độ phân giải là 16 và 20 megapixel, khẩu độ là f/2.0, hỗ trợ chống rung quang học, quay video 4K và lấy nét theo pha siêu tốc. Trong khi đó thì cụm camera của Samsung dù có độ phân giải thấp hơn cả 3 ống kính, bao gồm 12, 12 và 8 megapixel, nhưng bù lại có rất nhiều cái trang bị mạnh mẽ hơn về camera selfie như là khẩu lớn hơn là f/1.7, cùng với cụm camera kép có khả năng thay đổi khẩu độ chứ danh đã xác nhận chất lượng trên chiếc Galaxy S9 Plus trong đầu năm nay. Trong khi đó thì với các thông số tầm trung thì có lẽ sẽ là một kèo khó với chiếc Oppo Find X để có thể đánh bại được Samsung trong hạng mục camera kép. Dĩ nhiên thì camera trước của máy vẫn có thể tạo được nhiều cảm tình hơn với độ phân giải là lớn hơn. Về pin thì đây chắc chắn có thể coi là điểm so sánh khá thú vị giữa chiếc Galaxy Note 9 và chiếc Oppo Find X, khi mà dung lượng của máy là 4000 mAh trên chiếc điện thoại Samsung đã tỏ ra nhỉnh hơn một chút so với con số là 3730 mAh trên chiếc Oppo Find X. Tuy nhiên thì Oppo Find X lại tỏ ra lợi thế hơn nhờ vào việc được trang bị công nghệ sạc nhanh VOC Flash với công suất lên tới 20W, hứa hẹn sẽ giúp cho máy sạc đầy của máy viên pin vào khoảng 35 phút. Nhìn chung thì có thể thấy rằng mức giá khởi điểm là ngang ngửa nhau, thì kèo đấu giữa chiếc Oppo Find X và chiếc Galaxy Note 9 thực sự khá thú vị khi mà mỗi bên đều có những đặc điểm riêng tạo ra sự vượt trội. Như là Oppo Find X thì chúng ta có kiểu dáng bên ngoài rất sexy, viền màn hình siêu mỏng cánh dễ thu hút ánh nhìn hơn nhờ cái cơ chế trượt cơ học cực độc, đặc biệt là công nghệ sạc nhanh VOC thần thánh đã quay trở lại. Trong khi đó thì chiếc Galaxy Note 9 lại tỏ ra thực dụng hơn hẳn về cả thiết kế lẫn tính năng, như màn hình hiển thị tuyệt vời, cụm camera chất lượng hay là thiết kế chống bụi, chống nước bền bỉ hơn so với chiếc điện thoại đến từ Oppo. Còn các bạn sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn lại.